mặt nam. Giờ tắt điện thoại sẽ chưa đâu. Chào đón khách trên máy bay Airbus A321 chuyến bay mang số hiệu VJ218 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Vinh dự định là 1:30 bay. Thay mặt hãng hàng không VietJet, cơ trưởng Rose Lito, cơ phó Minh Hiếu, tiếp viên trưởng Văn Tiến cùng toàn thể nhân viên phi đoàn xin cảm ơn quý khách đã bay cùng VietJet ngày hôm nay và xin kính chúc quý khách có một chuyến bay thật đẹp. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard VietJet Airbus A321. The flight number VJ218. To Vinh. The flight time to Vinh International Airport will take 1 hour 30 minutes. On behalf of VietJet, Captain Rose Lito, First Officer Minh Hiếu, First Officer Văn Tiến and all crew members, we would like to thank you for traveling with us today and we wish you a pleasant flight. Thưa quý khách, vì sự an toàn, giờ đây tiếp viên sẽ hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Quý khách vui lòng tập trung chú ý và không sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay và tai nghe. Ladies and gentlemen, shortly the cabin crew to demonstrate safety precautions of aircraft. Please keep your full attention by putting aside all portable electronic devices and removing your phone headset. Can we go to the remote person, please? Từ khách máy bay của chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Xin quý khách lưu ý cài gian toàn dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước và đập treo cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn sự tác của quý khách. Ladies and gentlemen, we've been taking off softly. Please listen up to see about the fasten, the spine key upright. The tray table is stopped, the window shades are open. And you can find gifts in love trees during this time. Thank you.
Những yêu cầu an toàn vận tốc đều không có việc tận thời quản chỗ ngồi với khách lòng vẫn cài an toàn trong sân chuyến bay phòng khi máy bay bay vào khu vực thời tiết nhiều đông. Đây là chuyến bay không có thuốc, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị bảo khói bao trùm ngay cả trong phòng vệ sinh. Điện thoại di động và các thiết bị điện tử có thể được sử dụng ở chế độ máy bay trong thời gian đèn hiệu cài an toàn được tắt. Sau đây chúng tôi sẽ phục vụ các phản hàng trên chuyến bay như suất ăn, thức uống và hàng lưu niệm. Khách lòng tham khảo thực đơn được đặt tại sân bay trước. Còn với khách đã đặt trước suất ăn, xin lòng chuẩn bị nhận lên máy bay để tiếp viên phục vụ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, the passengers have been turned off. For your safety, please keep your seatbelt fastened as you may entrance the balloons. This no smoking place, including this arrest and vaporizer. Smoke detectors are installed in every part of the airport, including lavatories. For balloons that work for electronic classes can be used in time for moving the passengers to the size and out. We begin in five-star food beverages with the night. Please return to the museum located in the catalog. Trên triển khai chương trình vận mạng sinh nhật trên bay rất nhanh còn tặng việc chết thôi. Giảm ngay 30% hóa đơn mua hàng các dịch vụ trên tàu bay và tặng mắc hòa có bông cho khách có ngày sinh chủ ngày bay hôm nay. Quý khách lòng chuẩn bị giấy tờ tùy thân để tiếp viên đối chiếu thông tin áp dụng và tặng. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, let's have some more sun from Bird Eye on the Sky. Thank you, Jeff.